Đồng hành cùng người dân trong bảo vệ sức khỏe toàn diện và đẩy lùi mối đe dọa của ung thư, Bệnh viện Đa khoa An Việt dành tặng món quà sức khỏe ý nghĩa, giảm 20% gói kiểm tra sức khỏe định kỳ, gói tầm soát ung thư bao gồm ung thư gan, ung thư tế bào vẩy, vòm họng, thực quản, ung thư đại tràng, ung thư dạ dày, ung thư tuyến giáp, ung thư tụy, ung thư bàng quang, ung thư vú, ung thư cổ tử cung đối với nữ, ung thư tuyến tiền liệt đối với nam, ung thư phổi, ung thư da. Các gói khám được thiết kế một cách khoa học, phù hợp với từng độ tuổi, giới tính, với tình trạng sức khỏe khác nhau nhằm mang lại hiệu quả cao nhất. Bên cạnh việc đáp ứng đầy đủ các danh mục khám theo yêu cầu, bao gồm khám lâm sàng tổng quát, tư vấn, xét nghiệm tổng quát, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng nhằm đánh giá tình trạng sức khỏe toàn diện. Các gói khám tại Bệnh viện Đa khoa An Việt được tích hợp các loại xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu nhằm tầm soát đa dạng các loại ung thư phổ biến. Đối với phụ nữ thì có một số những cái bệnh mà rất là thường gặp, ví dụ như là ung thư tuyến giáp, này, ung thư cổ tử cung và ung thư tuyến vú. Thì lần này thì chúng tôi cũng đều được tầm soát những cái chỉ số này. Và hôm nay thì tôi rất là vui bởi vì là các chỉ số của tôi rất là tốt và bình thường. Nó là một cái tiền đề để tôi cảm thấy vui vẻ hơn trong cuộc sống cũng như là thực hiện tốt cái công việc hàng ngày của mình. Lựa chọn khám sức khỏe định kỳ, gói tầm soát ung thư tại An Việt, người dân hoàn toàn có thể gửi chọn niềm tin bởi những lý do sau. Phòng khám quy tụ đội ngũ chuyên gia bác sĩ đầu ngành, giàu kinh nghiệm thăm khám và điều trị, tận tâm tư vấn và giải đáp chi tiết cho người bệnh. Trung tâm xét nghiệm đạt chuẩn theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế, cùng với hệ thống trang thiết bị y tế, máy xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh hiện đại, nhập khẩu từ các nước lớn trên thế giới, đảm bảo kết quả nhanh chóng, chính xác. Hệ thống chụp cắt lớp vi tính Somatom Spirit của Siemens nhập khẩu từ Đức là giải pháp cho những trường hợp phức tạp. Khách hàng sẽ có thêm cơ hội để trải nghiệm dịch vụ y tế chất lượng với mức giá hợp lý nhất. Quý khách hàng đăng ký gói khám sức khỏe tổng quát, gói tầm soát ung thư tại Bệnh viện An Việt có thể liên hệ đến hotline 1900-2838 để được tư vấn và hỗ trợ sớm nhất. Chăm sóc sức khỏe, tiết kiệm 20% cùng Bệnh viện An Việt.